Thưa quý vị, thực hiện chương trình liên kết hợp tác giữa hai địa phương, hiện nay tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò. Dòng sông được khơi thông kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi đô thị ven sông và thúc đẩy phát triển du lịch thương mại giữa hai địa phương. Xác định là dự án trọng điểm, động lực của thành phố, hai năm qua, dự án khơi thông sông Cổ Cò được các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trên toàn tuyến qua địa phận Đà Nẵng có khoảng 6 cây cầu bắc qua sông, trong đó 5 cây cầu đã hình thành. Để cải tạo nâng cấp cầu biển trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa, thành phố cũng đã tiến hành điều chỉnh cho phù hợp để phục vụ du lịch. Riêng đối với hạng mục kè bờ sông hiện đã đạt được 80% tiến độ. Nhà thầu vẫn cố gắng để huy động thiết bị, con người để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Cũng đến nay còn phần khối lượng còn lại thì nhà thầu sẽ cố gắng tập trung mà tăng cường thêm máy móc thiết bị để thi công hoàn thành đúng tiến độ. Dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò có tổng chiều dài toàn tuyến là 28 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Nam 19,7 km và đoạn qua Đà Nẵng là 8,3 km. Toàn bộ dự án thuộc địa phận Đà Nẵng dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2022. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Nam, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công thì tỉnh cũng đã triển khai lập quy hoạch kiến trúc cảnh quan dọc hai bên bờ sông, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, du lịch và quy hoạch chung của hai địa phương. Cũng nên có một cảnh quan của cái sông Cổ Cò Đà Nẵng để khớp nối. Ví dụ như là trên tuyến sông này là bao nhiêu cái khu dịch vụ để phục vụ cho các luồng tàu thuyền. Không thì tàu thuyền đi từ Đà Nẵng vô đến Quảng Nam là có chỗ cặp bến, bao nhiêu cái bến, bao nhiêu khu mà để tàu để tiếp nhận, ví dụ như là xăng dầu vân vân, loại vấn đề các cái dịch vụ phục vụ cho vấn đề tàu du lịch. Theo các chuyên gia, là dự án có tính chất liên kết, liên vùng. Sông Cổ Cò sau khi được nạo vét thông thương giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, không chỉ tạo ra vệt dân cư, đô thị dọc hai bên bờ sông, mà còn giúp giao thông đường thủy cũng như du lịch, dịch vụ, thương mại, cả hai địa phương sẽ phát triển tốt hơn, với chung đích đến là phát triển bền vững.